là phương auto. Đây bộ cảm biến suất lốp kinh auto cho bạn Atit đời 2018. Lắp vào cổng chờ. Chị đẹp đó. Hiển thị áp suất và nhiệt độ của 4 lốp. Nhưng mà thế thì bên kia là non hơn bên này. Nói chung nó dao động từ 2 cân 2, 2 cân 3.